vâng em xin chào tất cả các anh em nè hôm nay cũng là gần cuối năm rồi năm là à, em đang clip này là cũng là ngày 21 âm lịch rồi đó anh em thì là nó cũng còn cách tết chỉ còn khoảng cỡ 90 ngày nữa thôi thì hôm nay em lên cái video này cũng có về một lô đồng hồ khá nhiều đồng hồ đẹp nha anh em giá cũng tầm trung thôi không có cao lắm cũng để cho anh em sưu tầm chơi tết nha anh em nào thích những chiếc mẫu nào từ mã số 1 tới mã số 24 thì em lúc nào cũng đi là là từ trái sang phải 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tới 24 nha thì anh em thích những cái mẫu nào thì có thể là liên hệ trực tiếp với em số điện thoại 05 19 29 từ trước tới giờ anh chỉ xài một số này thôi nha anh em và Zalo cũng là số đó luôn thì anh em thích chi tiết hình chi tiết thì em kết bạn Zalo em sẽ gửi hình tắt đặt hình máy nè. và hình chi tiết cho anh em xem nha à, bắt đầu em lên làm mã số 1 Mã số một em này là em có một chiếc đó chính là Butcher nha anh em. Thương hiệu top 7 của thế giới này ha. Vỏ bọc vàng còn cực kỳ đẹp nè. Đấy, vỏ bọc vàng còn cực kỳ đẹp. Máy là máy automatic nha anh em. Coi lắc cái chạy. Nào, chạy ra nha anh em. Máy automatic Butcher mặt bắt ốp cực đẹp ha. Vỏ bọc vàng anh em này, rất bán cạnh ha. Bốn góc cạnh cực kỳ đẹp. Nay cũng gần Tết em sale anh em giá tốt để anh em chơi. trước sau mà bọc phần trước sau đều đẹp, đẹp như mấy anh em đây rất đẹp mở Má máy mấy anh em xem này đây à, máy bút trắng xóa luôn ha trắng tưng luôn trắng tươi luôn đây, à, bút rồi chiếc bút chờ mở số một này em bán với giá là hai triệu sáu trăm k nhưng mấy anh em đem đo cái size đã nha Xe em nói là sai 33 hơn một tí nha nè Automatic Giá chỉ 2 triệu 600 k thì nó ngang với con Senko của Nhật thôi Nhưng mà con này là Butcher của thị sĩ Automatic top, Thương hiệu top 7 của thế giới nè Rồi mã số 1 với giá 2 triệu 600 k nha Rồi tiếp tục lên mã số 2 Mã số 2 là em có đó chính là một chiếc Benrut Nhắn bọc vàng nha mấy anh em nha Vỏ bọc vàng Benrut form tăng Form tăng nha mấy anh em bên vỏ bọc vàng toàn thân đằng sau có lấy logo của chiếc uh, của bên luôn này bốn chân càng còn khá là đẹp vỏ còn gọi là độ đẹp rất cao và đặc biệt chiếc bên này là nó có nhắn nhá ba cọc xoàn ở góc gọi là 6912 nha mấy anh em ba cọc xoàn góc 6912 có một ô cái số lịch dòng này chạy hai kim giống như dòng danh nhân mấy anh em cực kỳ gọi là đẳng cấp nó là nó chạy máy cúc áo luôn nha con này nhắn là nó là máy cúc áo rất đáng nha mấy anh em máy cúc áo size ngang của nó là size 31.5. Size ngang của chiếc này là size 31.5. Chạy Máy cúc áo automatic máy cúc áo nha mấy anh em ơi. Ngang 31.5. Mặt số còn cực kỳ đẹp, nhắn nhá ba cọc xoàn rất đẹp nha. Giờ chiếc Benrut này em bán. À sorry sorry xin lỗi mấy anh em, Buren mình bị lộn Benrut, Buren. Buren mã số 2 Buren. Trời ơi. Độc ngực thành Benrut à. Buren ha. Chiếc này em bán với giá là 3 triệu 900 k nha Dòng này chạy máy cút áo nha mấy anh em nha Máy cút áo Nhấn nhá ba cọc xoàn một ô cửa lịch gốc 3 giờ đây. ha 3 triệu 900 k Rồi tiếp tục em có một chiếc Citizen của Nhật đẳng cấp luôn ha Citizen Super Data này Đây là Citizen Z Vỏ bọc vàng nha mấy anh em Vỏ bọc vàng toàn thân luôn bọc luôn cả Cả đáy luôn đặc biệt con này đáy nó là đáy máy bay phân lực đáy máy bay chiến đấu này con này máy bay siêu thanh chiến đấu đây. đây một đây máy bay vỏ bọc vàng luôn là con này cũng còn tương đối cũng có gọi là mòn nhẹ rồi này có mòn nhẹ Sớm mòn nhẹ nhưng mà giá trị sưu tầm rất cao giá trị sưu tầm tới bây giờ là còn đẹp như vậy là cũng khá là ok rồi ha cũng qua tới bây giờ là cũng mấy chục năm rồi 60 năm năm mấy 60 năm rồi ha thì tới đây là cũng còn tương đối rồi con này dòng này chạy máy răng cưa nha mấy anh em nha máy răng cưa à, sai ngang của nó là sai 35 năm 35.5 35.5 chiếc này em bán với giá là 3 .2 triệu 2 nha anh em nha 3 .2 triệu 2 cho chiếc City Super Data đặc biệt là con này là đáy có logo đáy um, máy bay phản lực nha Đó. thường thường là mấy cái dòng này á là là, là, là nó là là nó chỉ có đáy trơn nó bọc cái đáy nó trơn là đa số thôi nó hiếm có cái dòng mà có logo đáy đa số dòng có logo đáy là dòng cao cao cấp của uh, City này rồi. 3 triệu 2 cho mã số 3 nha anh em. Rồi tiếp tục em lên mã số 4 nha. Rồi em lên mã số 4 này. Mã số 4 là em về một có một chiếc Alex chiếc này thì em cũng có lên mấy lần rồi ha. Này em cũng đau giá xuống để cho nó anh em chơi cho nó nó bay nhanh luôn. Rồi chiếc Alex này thì em cũng giới thiệu nhiều Vì các video clip trước thì em cũng giới thiệu hết rồi ha. Đây là đó là nó bọc vàng thân trên đá dưới là đá inox toàn thân là bọc còn đẹp ha mặt xanh oval mặt xanh này anh em nào hợp với mặt xanh này thì anh em lấy về ha Đấy, mặt xanh nước biển đó rất đẹp này ra nắng rồi là bắt nắng rất đẹp mấy anh em nha hai, hai ô cái sổ lịch chạy 6 kim 3 nấm còn cực kỳ đẹp ha à, giá chiếc này là mã số 4 này Alex này em bán với giá là 8 triệu 500k nha anh em nha con này là automatic chạy máy 7750 nha à, Tiếp tục là mã số 5 Mã số 5 là một chiếc Bugatti Bugatti Niền vàng đúc Niền trên này là niền vàng đúc 18k nha em Toàn thân là, 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 là... thép không rỉ Đúng là nấm bọc à, Đấy logo Bugatti Logo Bugatti luôn ha <laughs> Quen, quen đo sẽ chiếc Alex nó bao nhiêu con này có size là size 38 nè Chiếc Alex này có size là 36.5 nè Thôi chiếc Bugatti này em bán với giá là 14 triệu 500k nha mấy anh em nha Mã số thứ 5 14 triệu 500k Và tiếp tục em lên một chiếc nữa Cũng là dòng 6 kim cho nó grab nhưng mà dòng này cũng khá đẳng cấp nè Đó chính là một chiếc Movado nha mấy anh em Movado Automatic Chrono Grab chạy 6 kim luôn. Hai ô số lịch cọc số học trò Movado nha Đây là thương hiệu Movado ha Khá là đẳng cấp rồi đó, anh em biết Movado thì cậu phải nói rồi đó. Thương hiệu của Movado, này Movado ha Máy 7750 thì cái dòng hồi nãy thì anh chạy chung với dòng này, mấy cái dòng này là em nói thật luôn, cái búa của nó nó nhạy cực nhạy luôn ha Mấy anh, em chỉ quăng một cái thôi là nó xoay Nó xoay tích thì lì luôn nè Cho nên cái mấy dòng nó tích có tốt lắm chỉ cần lắc nhẹ thôi là nó chạy xoay vòng tròn 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 vậy đó búa nó cực kỳ nhạy luôn dòng bay là vậy búa rất nhạy rồi chiếc Movado mã số thứ sáu này em bán với giá là 16 triệu 500 k nha mấy anh em nha 16 triệu 500 k cho chiếc Movado này Movado thì thương hiệu là quá đẳng cấp của thị sĩ rồi 16 triệu 500 k cho chiếc Movado ha tổng lên mã số thứ bảy này Mã số thứ bảy là hôm nay em về một chiếc Long zin Đô Đốc 5 sao ha. Vỏ bọc toàn thân luôn, bọc luôn cả đáy luôn. Đặc biệt chiếc này zin zin dây khóa luôn nha anh em nha. Zin dây khóa nguyên bản đi theo luôn ha, núm zin đầu chùa nha. Núm zin đầu chùa. Đây, con này nhắn hai lòng huyết. Nhắn nhá hai lòng. Đây. Mặt tại lòng ngoài là huyết rất đẹp nha. À, cực kỳ đẹp anh em nhìn rất cuốn hút ha. Chiếc này có hai ô cửa sổ lịch còn vỏ và dây và mọi thứ còn cực kỳ đẹp nha mấy anh em nha cái này anh em máy thì em chụp hình chi tiết em gửi qua cho mấy anh em xem để cho rõ, rõ hơn Đó à, toàn thân kể cả cái bút khóa này cũng còn đẹp luôn nè Rồi à, chiếc này mã số thứ bảy em đo cái sai tại con này đúc liền đáy nên mấy chiếc này khó mở máy lắm chiếc này có sai là sang ngang 36 nha anh em sang ngang 36 em bán chiếc này em bán với giá là 8 triệu 200k nha 8 triệu 200k cho chiếc này đô đốc năm sau diễn cả bộ dây luôn ha dòng bồ dây thường thường biết dây của long Jin và omega thì anh em biết là nó rất là mắc nó ra ở tầm khoảng hai <laughs> triệu mấy tới ba triệu một sợi lần thế ra cái đầu không thì còn rất rẻ ha 8 triệu hai k cho mã số 7 tiếp tục em lên mã số thứ 8 ha anh em ơi mã số thứ 8 hôm nay em xả chiếc này cho anh em cho Đấy long diên Conquest quét đấy là niềm vàng đúc luôn nha đấy là đáy xuống biển vàng đúc à, đấy cá chép à, Đáy đấy à, cá chép Đấy cái chép vàng đúc luôn ha Đó, Đúng có logo luôn này, đúng có logo luôn Bốn chân cấp và vàng Kim cọc số là vàng đúc luôn nha mấy anh em nha Kim cọc số là vàng đúc luôn nè Con này là chân càng rất to, rất lực Con này nhìn lực lắm, mạnh mẽ lắm Máy này thì mấy anh em khẩu phải chê rồi Máy còn bộ máy trắng sôi gương ha Trắng đẹp như Ngọc Trinh luôn hết chỗ chê luôn anh em chỉ việc về gọi là đeo lên tay và đeo thôi không còn cần phải suy nghĩ điều gì nữa hết hết nhất đến nơi rồi ha cũng chọn cho mình một mẫu đồng hồ thích hợp chiếc này có size là 34 năm nha anh em này nhìn rất to mạnh mẽ nha à, 35 năm em xin lỗi 35 năm à, chiếc này có size mặt là sẽ 35.5 ha rồi mã số thứ 8 chiếc này em bán lấy gọi là xả lỗ luôn ha 9 triệu 500k 9 triệu 500k nha mấy anh em ha chỉ có 9 triệu 500k cho mã số thứ 8 ha à, tiếp tục lên mã số thứ 9 thì nó cũng biết rồi mấy dòng đề mi này thì nó khá là ok đây chính là một chiếc long jean last ship long last ship là long jean thiền nha anh em nó có phân từng cái này con quét là con cá này last ship là thiền bồm à, cái gì đó nữa là của sóng biển đó đáy sóng biển này long xuyên nó nhiều cái rất là hay con này cũng là niên là niên vàng luôn nha nè niên vàng đúc bốn chân cấp vàng luôn nấm zin có logo luôn đấy con này là đặc biệt là đấy gọi là thuận buồm su gió này ha thấy thuận buồm xuôi gió còn con này là đáy con này là đấy cá chép vượt vũ long môn hóa rồng thì cũng sắp tới ngày ông táo rồi Nói 21 này rồi lên quanh cũng tới hai mươi thì anh em mua con cá chép này về đeo cúng ông táo thì hết cho chê ha Rồi à, chiếc này là thuận bùm Xuống gió ha Logo là logo đấy là logo bằng vàng đúc luôn nha mấy anh em Còn con này là niền vàng luôn ha Kim cọc số vàng Sai ngang con này là sai 35 Dòng này chạy máy răng cưa Dòng này chạy máy răng cưa Đây máy răng cưa ha Còn cực kỳ đẹp luôn nè Không chỗ nào mà chê được hết Ai máy răng cưa Xe ngang 35 Rồi Con này em cũng gọi là Xả luôn thu hồi vốn cho luôn, luôn ha Chiếc này em bán cho anh em với giá là Chỉ có 11 triệu 500k thôi 11 triệu 500k cho chiếc Long Jean con này em nhập về tới 12 triệu 500k đó mấy anh. Này. Em bán xả lỗ đó Cái dòng này mấy anh em đấu anh Nhật thì không có giá rẻ đâu Nó rất là, là 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 là, là, là cao Mã số thứ 9 với giá là 11 triệu 500k nha anh em Rồi em lên mã số thứ 10 này và số thứ 10 cũng là một chiếc long ship luôn ha như ship đời này là vàng đúc 9k toàn thân luôn nguyên một con này là vàng đúc 9k hết nè đó đúc 9k nguyên một con luôn một con này là Đấy nó không có nó có logo nha anh em nha đáy nó không có logo thiền có một ô cửa sổ lịch thôi nhưng không có con này là vỏ đúc 9k nó rất dày nè con này rất dày thì nó rất là nặng vàng nó tới uh, 12 ly rưỡi nè này có sai ngang là sai 33.5 nha mấy anh em 33.5 33.5 và vỏ là được là vỏ vàng đúc 9k nha đó, chiếc này em bán với giá là 16 triệu 500k mấy anh em nha 16 triệu 500k cho mã số thứ 10 và tiếp tục em lên mã số thứ 11 mã số thứ 11 là em lên một chiếc cũng là nhà Long Ging luôn ha nhà long Jin. đây chỉ là long jean sấm sét nha anh em nha long jean sấm sét automatic sấm sét thượng luôn nha sấm sét nằm trên này đa số lần nằm bên này hoặc là nằm dưới này này nằm bên này là nằm dưới này con này nằm lên luôn ha cái cái logo sấm sét nằm lên thượng luôn ha Đấy. rồi con này vỏ bọc toàn thân dây là dây khóa riêng hết luôn dây riêng theo của đồng hồ luôn đúng, đúng đời hết luôn nha anh em nha à cái nấm là nấm nấm nó, nó nó không đúng này nấm này là nấm của chữ B này của Benroth thật hoặc là bulova gì đó ha thường thường con này nấm đầu chùa mà nó không có nên phải gắn như vậy ha nó không có cái nấm đầu chùa cái này là là, là nó nguyên theo đó em để luôn nha em không có thay đi ra thợ thay anh em thích thì thay không anh em, em thích thì để nha đó, anh em thích cái nấm đầu chùa này thì cũng tầm khoảng cả, cao lắm tầm khoảng cả hai đến ba trăm thôi nhưng mà nó sao thì em để vậy đó nhiều anh em cái sao không thay đi luôn nhưng mà về rồi mình cũng lúc xuống bu nữa đi thay cũng được mà thôi bỏ luôn nó cũng được nó chả vấn đề có khi cái nấm chữ B này đem ra bán nó còn cao hơn thay cái nấm đầu chùa nữa Rồi chiếc lông chim chấm xét này, Mã số thứ 11 nó có sai ngang là bao nhiêu đây ta Sai ngang chiếc này là sai ngang chiếc này Nó có sai ngang là 33.5 nha mấy anh em nha Cả bộ dây và tất tần tật vỏ bọc toàn thân luôn nha Dây bọc trong cũng còn khá đẹp nè Em vợ em quên lên chi tiết cho anh em đây Vỏ bọc trong này rất đẹp nè anh em coi nè búp dây là có có triền hai đầu là có mã số này ha bên này đều có số 26 hết nha đó cánh chim này dây bọc toàn thân là dây dinh nè dinh cả dây khóa luôn ha rồi chiếc này em bán với giá 11 triệu 500k thôi nha mấy anh em nha 11 triệu 500k là dinh full cả dây luôn rồi đó, đó. còn riêng cái bộ dây này mà anh em mà, mà thích mua rời đầu 18 nha anh em thích mua rời em bán với giá là 3 triệu luôn nha em bán anh em với giá 3 triệu luôn À, anh em thích sợi dây này mua ra em bán 3 triệu ha rồi tiếp tục em lên đây chính là một chiếc Omega Smarter vỏ bọc toàn thân nhé anh em nha vỏ bọc toàn thân đáy ngựa luôn ha bọc toàn thân mà đáy còn có đáy ngựa luôn ha Núm riêng có logo luôn nè à, chiếc này đặc biệt là em quay cho em Dùm zoom lớn lên cho anh em xem nó mới sướng lớn quá nó bé hình đây anh em nhìn kỹ là mặt chiếc này là nó săn 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 lên đó nữa nha mặt số là mặt số giác vàng nha nó săn 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 lên em nhìn Anh em nhìn ở ngoài nhìn nó u cục 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 rất đẹp nha đấy nó săn 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 đây là mặt số giác vàng mặt số giác vàng giống như là các biệt thự giác vàng lên vậy mấy anh em ha họ rất đẳng cấp chiếc Master thì em mới biết là nó lúc nào dòng này thì có size 34 bốn đến ba bốn năm thôi nó chỉ dao động hai cái size đó nè rất đẹp này đáy vàng luôn ha chưa có bông tróc nha, đáy đồ chưa có bông tróc nha anh em ở ờ, chiếc này em bán em với giá là 13 triệu 800k nha mặt số dắt vàng nha anh em đó, mặt số dắt vàng rất đẹp 13 triệu 800k trong một master ha giá là cực kỳ mềm luôn rồi mặt số dắt vàng nó có mặt số này không là anh em đi làm cũng khá là nhiều tiền rồi đó xử lý là khó khăn lắm giác vàng lên là mới biết là giống như biệt thự mình giác vàng lên nó rất đẳng cấp cái này là nó có như vậy nha chứ em không có đi làm rồi nha mấy anh em nếu mà đi làm được thì em giác hay luôn luôn tất cả mấy con này cho nó đẹp nha để mấy con mặt trắng này thì em cũng giác lên luôn cho nó nó, nó nó, giá trị chứ đâu có để mà cái này là là giống như là khó là sao là để dạy luôn nha mấy anh em nhiều anh em hỏi kể, anh 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 mua một con này cái, cái, ừ, anh giác vàng lên cho em luôn là em chả biết đâu mà mò nha rồi chiếc tiếp tục là mã số thứ 13 là một chiếc Seamaster tài xí ngầu nha anh em nha. Đời này là nó sai nó to, nó là niền vàng đúc. Đó, logo luôn ha, Đấy là đáy ngựa luôn. À. con này là nó được cái là nó sai nó to lắm, sai nó sai ngang của nó là rơi vào 36.5 lần. À, nhiều anh em là thích là thích những cái dòng này mà size to mặt riêng cát luôn nha anh em này con này mặc số riêng cát luôn nè nếu có quay lớn thì anh em mới nhìn thấy cát cát con đó anh em thấy cát cát không có mặt số nó nhìn ngoài có cát cát đâu bùi 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 bùi, bù, đẹp lắm mặc số riêng cát luôn Size là size 36.52 ô số lịch ha trong này là chạy máy 750 751 gì nè này Simata hả máy đó đây máy con. Máy con nó chạy máy gì đây nó chạy máy 750 nha anh em nha 750 sai ngang của nó là rơi vào sai 36.5 lần luôn á Ờ à, chiếc này em bán với anh em hôm nay cũng giảm cho anh em xuống tiếp là giá tròn là 15 triệu nha anh em nha 15 triệu ha 15 triệu cho mã số thứ 13 à, lên mã số thứ 14 mã số thứ 14 là một chiếc antenna matic antenna mặt xám xi măng nha mặt xám xi măng nấm dinh 5 chấm luôn này con này đặc biệt là vàng đúc 18k nha mấy anh em nha con này vỏ vàng đúc 18k Đấy, vỏ vàng đúc 18k antenna matic vàng đúc 18k này Size mặt ngang là size 33 hơn một chút xíu thôi nha anh em. 33 hơn một chút xíu. Chiếc này em bán xả lỗ sâu luôn nè, với giá 18 triệu 500k nha anh em nha. 18 triệu 500k. Lúc lấy nó về tới 23 triệu 500k đó anh em. Nhiều cái anh em không tin chứ đó là sự thật. bán lỗ có khi là 5 6 triệu là bình thường. Để mình thâu hồ vốn tại nó con này nó lâu quá rồi cho nên em muốn bán xả luôn để thâu hồ vốn về ha. 18 triệu 500k cho mã số thứ 14. À, tiếp tục lên mã số thứ 15. Mã số thứ 15 em về một chiếc Omega Contellation Form 250 siêu đẹp nha mấy anh em nha. Siêu đẹp. Ở bên ngoài em dám khẳng định với anh em là con này anh em nhìn có chảy nước miếng luôn. Vì từ chân càng niền và đến mặt số của nó là kim cọc cài đã đang không có chỗ nào chê được. Nấm nấm vàng đang lên bả trầu này. Đài Thiên Văn này anh em nhìn cái đài Thiên Văn của nó là còn đẹp cực đẹp luôn ha. Đó, đài Thiên Văn là vàng đúc niên là niên vàng đúc nha anh em nha con này đặc biệt có cái sai ngang của nó là size 35 Ồ, 35 hơn một chút xíu luôn anh em 35 hơn một tí xíu luôn nhỉnh nhỉnh hơn 35 luôn Đấy. con này em bán với giá là 20 triệu 500k nha siêu đẹp nha anh em siêu phẩm luôn ha anh em nhìn tới giờ mà các cạnh của nó nó còn góc cạnh nó bo nó còn nguyên thủy cái này là biết rồi chưa hề có dấu hiệu gọi là mất cạnh góc anh em đẹp xíu đẹp luôn cực kỳ chắc luôn ha mã số thứ 10 mã số thứ 15 là 20 triệu 500k nha anh em rồi em lên mã số thứ 16 cũng là một chiếc sản phẩm nữa nè đó chính là Omega constellation luôn nhưng mà đặc biệt con này là càng gãy nha anh em càng gãy nhưng mà con này chỉ mới là càng gãy nhưng bắt ấp nha bắt ấp càng gãy không phải là bắt quái càng gãy nha. con này Thua bắc quái càng gãy thua bắc quái là nó thua cái mặt số bắc quái thôi nha anh em. Còn lại là nó là nó đẹp hoàn hảo luôn. Từ chân càng nè anh em nhìn nhìn chân càng góc cạnh anh em nhìn nó cực kỳ đẹp bắc quái còn rất đẹp. Nấm nít đồ ha. Rất là mê. Đài thiên văn của nó đây. À, em nhìn thấy không có chỗ nào che được. Nó chỉ thua bắc quái càng gãy thôi, con này là nó nó nó, nó là nó dậy đây, máy của nó đây Trời ơi máy nó đỏ là cái đỏ âu là có đó nha anh em nha à, máy vàng đỏ âu là có ha lên tiết đĩa đỏ rực luôn ha dòng này chạy máy 561 số là máy đỏ âu nó lên nó nó hồng mà hồng đỏ hồng đỏ luôn nè rồi chiếc này em bán anh em với giá là 21 triệu 500k nha mấy anh em 21 triệu 500k Đấy, cực kỳ mềm cho tại thời điểm nha Dòng này từng thời điểm là nhiều Giờ thời điểm là bán tới 26 hay 27 triệu luôn Giờ chỉ còn có 21 triệu 500k thôi mấy anh em Họ kim cọc số cài đá đen Bác úp càng gãy Mặt số đồ siêu đẹp Rất đẹp trứng càng mọi thứ là đẹp hoàn hảo ha Mặt số thứ 16 là 21 triệu 500k nha mấy anh em nha Ờ, à, Tiếp tục em lên mã số thứ 17 Mã số thứ 17 Là một ba chiếc bác quái luôn ha em lên một phát luôn cho anh em lựa luôn nha thì ba chiếc này em cũng không nói nhiều luôn bán đồng giá luôn cho anh em luôn đi mặt trắng nè mặt trắng sữa mặt trắng trắng thường mặt trắng sữa như trắng mang vậy đó và mặt vàng ha vàng xâm banh đó ba chiếc này là đều là bác quái càng gãy hết luôn nè mỗi con nó đều có một cái đặc điểm riêng con thì logo đẹp con thì logo tương đối logo xấu như vậy nhưng mà thôi giờ em nè em đây là con này là mặt vàng này, mặt vàng này còn khá đẹp luôn này. Con này là mặt trắng này. À, mặt trắng. Tiếp tục là tới con này cũng mặt trắng. Mặt trắng là con này mặt trắng nó hơi ngầu tí, nó hơi hơi đục đục tí ha. Đó. À, ba chiếc này thì nó đều đặc điểm riêng nó trong bán nếu mà bán bán phân ra thì cái con mặt số vàng này thì mặt số màu vàng này thì nó sẽ đẹp nó giá trị hơn tí. Ba à, con này mã số thứ bảy bán ba con này nếu mà anh em mà lấy hết luôn thì cái giá khác này còn không thì em bán với giá đồng giá là 27 triệu nha một chiếc nha còn anh em lấy hết luôn ba con thì em để ra giá cực kỳ tốt cho anh em siêu tầm nha đó. mã số thứ 17 em bán ba con này đồng giá là 26 triệu 500k cho một chiếc thôi. anh em thích chiếc nào cũng được hết chỉ cần ừ à, ai ơi lấy anh con mà con trắng con gì đó Rồi mã số thứ 17 bảy em xếp thứ tự nha xếp lại thứ tự này đó trắng trắng sữa và mặt vàng à. Rồi, tiếp tục lên mã số thứ 18 cho nó nhanh nha anh em nha Mã số thứ 18 là em có một chiếc Universal Anh em biết dòng Universal là dòng đẳng cấp rồi Của uh, thị sĩ rồi Mà đặc biệt con này còn cái đặc biệt hơn nữa <laughs> Con này có một cái đặc biệt nữa là con này là vỏ vàng hồng Đúc 18k nha anh em nha Con này là vỏ vàng hồng đúc 18k Đấy Vàng hồng đúc 18k Ờ, dùng dòng này là chạy máy là máy cúc áo nha mấy anh em nha Máy là máy cúc áo Nhiều anh em á có cái Mình cũng gọi là mới sưu tầm á à, Không biết là cái máy cúc áo là thế nào thì con này nó cũng dễ mở cho nên là Em sẽ Mở đến em chiêm ngưỡng cái bộ máy cúc áo của Universal là thế nào Máy in house cúc áo anh em nhìn nó giống như tắt Philip vậy đó Nó tầm cỡ là như vậy đó mấy anh em thấy không đồ đẹp của nó là không đó cái máy cúc áo này cái bánh đà của nó là như nửa cái cúc áo mình đó mình thường thường là mình, cái cúc áo của mình nó tròn còn đây là cúc áo nửa cúc áo này cái búa của nó là nó nhỏ ha nhưng mà nó rất nhạy nha mấy anh em nha nó cực kỳ nhạy luôn bởi vậy vì sao cái dòng máy cúc áo như cái con này nó cũng máy nó y chang vậy luôn ha nó cái con uh, 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 buren này máy của nó y chang vậy luôn đó y như con này luôn này. đó là em nói là máy cúc áo nó rất giá trị nha nó nó rất ít có trên các thương hiệu đồng hồ nó chỉ nằm vào vài những dòng được có vài dòng có dòng máy này thôi à. nhưng mà đặc biệt máy của áo này không có trên omega và long jean à, nó không có hề có luôn à, Rồi, có đặc biệt là như vậy ha rồi con này có size mặt là size ba mươi mấy đây sai mặt của con nó là sai mặt 34.5 nha anh em mặt là mặt mặt bát quái cạn luôn nha con này là bác quái cạn này anh em ơi đó là bác quay cạn mặt bát quái cạn à, Cốc số học trò là 369 nha anh em 369 12 à, Chiếc này em bán với giá là 29 triệu 500k nha anh em Con này là vàng đúc 18k vàng hồng đó anh em nha Vàng đúc 18k vàng hồng Em sẽ gửi chi tiết từng chi tiết qua cho anh em xem Để anh em ấy, anh em cứ kết bạn zalo cho em thoải mái à, Hoặc em thuật mua vừa bán anh em cứ kết bạn zalo Không có mình không mua được thì mình là được là bạn thôi Không có vấn đề gì hết Để em sẽ gửi từng chi tiết qua cho anh em xem để cho anh em yên tâm ha anh em thích thì anh em mua không thích thì anh em mình kết bạn zalo thì cũng không có dịp này thì dịp khác anh em mình sẽ giao lưu à, Anh em cứ mạnh dạn các bạn Hoặc là gọi trực tiếp số điện thoại cho em 0569192939 nha Rồi Tiếp tục làm em lên một chiếc thương hiệu khá là lớn UC Nardin nha anh em UC Nardin Chiếc này là mặt bắc quái Đó, Mặt bắc quái giỏ vàng đúc 18k Mặt bắc quái cọc nên cá mập nè Rụng mặt thang luôn nha anh em à, Bên ngoài anh em nhìn đã lắm Bên trong có cái video clip em nhìn nó không hấp dẫn À, bắt quái cộng có mập rụng gạch thang à, mặt số này là mặt số đã xử lý rồi nha anh em nha mặt số đã xử lý rồi ha nguyên nguyên bản của nó là nó trơn nó không có gì hết người ta xử lý lên bậc thang và bắt quái nha đấy à, anh em nói trước cho nó công việc à, con này mặt đã xử lý hay thế nào rồi Mấy anh em lại à, mà lại bán mà không nói chi thì em phải nấu em nấu trực tiếp trên này luôn rồi nè đây là nấm mỏ neo luôn này anh em đây nấm mỏ neo u luôn ha đáy của nó cũng có chữ u chữ n vậy luôn cũng có cái mỏ neo nằm giữa luôn ha có có cắt vết xước lông mèo nhưng mà đặc biệt con này là vàng đúc thì không ảnh hưởng gì hết nha con này đặc biệt là vàng đúc 18 k luôn nha anh em nha con này vàng đúc 18 k đây trong là thương hiệu của Nusep đi này đây máy của Usen đi này cũng là mã neo và Usen đi xung quanh ha máy cũng là máy trắng luôn ha máy trắng ngọc trình luôn đo cái xe ngang của chiếc này là bao nhiêu đây Xe ngang là xe 34.5, rất đẹp, xe rất là ok nha nè Xe mà dòng cho các dòng cổ này thì xe này là quá tuyệt vời rồi à, Có một ô số lịch luôn nha mấy anh em nha Cọc năng cá mập, bác quái, bắt thang Khá là đẹp, khá là độc ha à, Chiếc này là em không biết lên trước em bán bao nhiêu Em nhớ măng mang vậy thôi, em không nhớ luôn thì cái like này em sale, em không biết sale hay là bao nhiêu giá thì em bán 42 triệu 500k nha mấy anh em nha 42 triệu 500k cho con này Nếu mà nó cao hơn trong cái phiên trước của em thì em sẽ giảm xuống đi 1 triệu Còn mà nó thấp hơn thì em giữ nguyên nha mấy anh em nha Thì cái phiên trước là em bán là bán là tỷ 45 đi, hay là thì em sẽ giảm đi 1 triệu Còn em sẽ giảm đi Còn mà nó cao, à nó cao hơn thì em sẽ lấy cái phiên trước em trừ xuống giảm à, Hồi là... Còn mà nó nó bằng hoặc là thấp hơn thì em giữ nguyên giá này nha anh em nha. Rồi. Tiếp tục nè em về một chiếc gọi là gần như là hiếm hiếm có trên thị trường luôn. Đó là một chiếc Omega Seamaster Review nha anh em nha. Seamaster Review. Đấy, đáy ngựa luôn nè. Dòng này là em nói hiếm là vì sao nó hiếm thì em sẽ phân tích chuyên sau luôn. Là con này đặc biệt nó chính là vỏ vàng trắng nha anh em vỏ được đúc bằng vàng trắng 18k là vàng trắng là nó là gọi là bạch kim đó những dòng vàng trắng này là chuyên dành cho các ông mà bán kim hoàng Xoàng đó là người ta gắn vào nó đi với vàng trắng vàng trắng là gọi là bạch kim nó gắn vào những cái viên xoàng nó lên nó rất là đẹp nha đấy con này mà mặt số này mà anh em mà nếu anh em nào thích đã thích vàng trắng rồi thì anh em về đưa cái mặt số này ra các chỗ thợ kim hoàng thợ xoàng á là người ta gỡ bộ cọc này ra người ta đi thêm một bộ cọc xoàng vào ha là giá trị cực kỳ giá trị luôn con này gọi là đẳng cấp luôn ha mà bộ cọc xoàng đó vào anh em mà đi mấy con vào thì nó cũng hết cho cũng khá nhiều tiền đấy mà nguyên thủy của nó là nó sẽ như vậy nó là vàng trắng 18 k nha anh em vàng trắng đúc 18 k thì nó là gọi là bạch kim 18 k vàng trắng là người ta còn gọi là bạch kim đấy đây, 18k nha anh em nha. Đó, à, vỏ vàng trắng 18k, còn dòng này là chạy máy gọi là 771. A à, 711 chứ sorry anh em. 711. 711 mà em đọc sao nó ra 771 luôn. Đây này, 711 ở trên này nó chuyện nó để rõ ràng luôn nè ha. Đó, xoay cái búa ra qua đây đi. Đó, à, máy 711 nha anh em. Anh em thấy rõ không ta? Máy 711 ha vỏ đã được đúc bằng vàng đúc 18k vàng trắng thì anh em thấy rồi đó. đa số cái vàng trắng nó rất là ít nó rất ít có trên thị trường em bán thì đó giờ em bán cũng khoảng cỡ là mấy chục cái like rồi đó mà mấy chục cái này rồi cũng chưa có cái con nào vàng trắng mà đặc biệt vàng trắng nằm ở trong Shimmer nữa size ba bốn năm nằm trong Omega này còn khá hiếm nữa ha rồi chiếc này Shimmer này em bán với giá là 38 triệu 500 k nha anh em nha 38 triệu 500 k 8 triệu 500 k à, Mã số thứ 20 nha anh em nha Rồi Mã số thứ 21 thì em cũng có con này em cũng lên nhiều phiên rồi ha Đó là Omega bát quái càng gãy Nhưng mà vỏ là vỏ Pháp cho nên ít nên em chuộng nha anh em Nó thật sự là nó vàng thì nó cũng như vàng thị sĩ thôi nhưng mà nó sản xuất tại Pháp à, Đặt tại Pháp làm tại Pháp thì ví dụ vậy đó thôi Còn máy móc là của thị sĩ nhập qua hết nha Máy Omega thì chung hết còn vỏ là vỏ được làm tại Pháp con này là vàng hồng luôn nha anh em nha mà giá trị nó không được cao bằng như mấy con ấy. nấm thì có mòn theo thời gian này nấm có mòn theo thời gian nó không được cao như vàng thì sĩ nha anh em nha cho nên là ít anh em chuộng ha chiếc này em bán với giá là 52 triệu nha anh em 52 triệu xã luôn ha 52 triệu mã số thứ một rồi mã số thứ 22 nha anh em mã số thứ 22 làm về một siêu phẩm cuối cùng đây là Omega Bát quái Omega công tê sinh bác quái mặt số vàng đúc nói chung con này chỗ nào màu vàng là bằng vàng đúc hết nha anh em nha đại thiên văn ha chỗ nào màu vàng trên con này là đều là vàng đúc hết trừ gọi là máy ra thôi mặt số nó cũng vàng đúc luôn nha mặt số bác quái vàng đúc luôn ha à, chỉ trừ con Omega à, chỉ trừ cái máy ra thôi trừ máy ra là, là không phải vàng đúc thôi thôi dòng này chạy máy bao nhiêu đây dòng này chạy máy số 561 nha anh em nha máy cũng là lên hồng rồi nè đây à, cho máy 561 lên hồng rồi nè anh em thấy nó lên hồng nha anh em nha lâu giống như lâu là nó sẽ lên tích đĩa giống như cái màu vàng anh em để lâu là nó, nó, sẽ lên tiết đĩa nha anh em nha nó sẽ lên ba trầu đó Rồi à, à, chiếc này em bán với giá là 79 triệu nha anh em nha dòng này có sai là sẽ có 4.5 nè sửa giờ nó vậy em bán với giá là 79 triệu cho mã số thứ 22 này ha mà 22 79 triệu đúc nguyên con mặt số bắt quái càng gãy à, bác quái nha anh em thua con càng gãy tí thôi nhưng mà nếu mà con này mà rơi vào càng gãy một cái là con này nó giá là cũng sắp xỉ trăm rồi Đó. mà con này chỉ có 79 triệu thôi rồi cuối phiên lai like thì em cũng có uh, cuối năm thì em cũng có về vài cái vòng trăm để cho anh uh, em sưu tầm đeo lọc test đeo test nha anh em đây là một vòng trăm khảm 10k ha khảm vàng 10k Phúc Lộc Thọ nha anh em nha. Nó nó khảm ba chữ Phúc Lộc Thọ. Đấy, Phúc Lộc Thọ. Để anh em đem may mắn nè. Đây, bên này cũng Phúc Lộc Thọ luôn. Đấy, Phúc Lộc Thọ ha. Đấy cái này, này. Đó, Phúc Lộc Thọ ba vòng. Nó hai vòng. Cái vòng này là nó có bi nó bi màu vàng luôn nha anh em nha. Bi nó là được khảm vàng luôn. À, còn con này là không có bi khảm vàng nha. Thì như sợi này em bán với giá cho anh em là 1 triệu 600k nha anh em. Còn sợi mà có khảm bi vàng này là 2 triệu 2 nha anh em. À, anh em thích cái vòng nào cũng được mình đeo vào vòng tay này trầm nha anh em rất thơm nha mà anh em đeo mấy anh em rửa tay vào nước nó thơm lắm em cũng đang đeo một cái này anh em thích nhìn đây không đeo vào nhìn rất là sang em đi đeo phong thủy hay là đi tiệc đi tùng thì đeo rất là sang trọng nha anh em nha em có để một cái em đeo ha dành một cái là đeo Và anh em thì còn là hai cái anh em nào thích bên nào thì thích có khảm bi khảm vàng bi khảm vàng thì nó nổi hơn còn không ưng bi khảm vàng thì là bi tròn, bi trầm luôn nha, nó là bi trầm nha. Đó. Còn khung này là cũng trầm, khảm vàng 10k. Khảm vàng 10k phút lộc thọ ha. Đó, bi khảm vàng thì 2 triệu 2, 2 mà, mà vòng thường này thì vòng không khảm bi á thì là chỉ có là 1 triệu 6 thôi nha anh em nha. Anh em lấy thì liên hệ sớm cho em em gửi bưu điện đây tới bưu điện thì còn làm tới ngày 28 luôn nha anh em nha. Em còn đi ship đi các tỉnh nội thành xa được ha. Rồi, em xin cảm ơn tất cả các anh em nha. Em cũng xin xuống video clip nha. Yeah. Xin chào tất cả